Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tại sao quán tất cả Pháp đều không hí luận? Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán sắc, không có tự tánh, quán thọ tưởng hành thức, không có tự tánh. Nếu Pháp không có tự tánh, thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, sắc không hí luận, thọ tưởng hành thức cũng không hí luận này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quán nhãn xứ không có tự tánh quán nhi tĩ thể thân ý xứ không có tự tánh nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận vì vậy nhãn xứ không hí luận nhi tĩ thể thân ý xứ cũng không hí luận này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quán sắc xứ không có tự tánh quán thanh hương vị xúc pháp xứ không có tự tánh nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận vì vậy sắc xứ không hí luận thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không hí luận này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán nhãn giới không có tự tánh, quán nhĩ tí thiệt thân ý giới không có tự tánh, nếu Pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, nhãn giới không hí luận, nhĩ tý thiệt thân ý giới cũng không hí luận này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quán sắc giới không có tự tánh quán thanh hương vị xúc pháp giới không có tự tánh nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận vì vậy sắc giới không hí luận thanh hương vị xúc pháp giới cũng không hí luận này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quán nhãn thức giới không có tự tánh quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới không có tự tánh nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận vì vậy nhãn thức giới không hí luận nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng không hí luận này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quán nhãn xúc không có tự tánh quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc không có tự tánh nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận vì vậy nhãn xúc không hí luận nhĩ tĩ thể thân ý xúc cũng không hí luận này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không có tự tánh, quán các thọ do nhĩ tí thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra không có tự tánh. Nếu Pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận, vì vậy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không hí luận, các thọ do nhĩ tí thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng không hí luận.